Dạ, xin chúng con xin kính tình sư ạ. Ok. Ok. Để làm cho xem tôi quên. Đây. Cái này kia rồi mình dạ à bây giờ bữa nay quý vị bắt đầu hỏi học tiếp câu này được. Là kỳ rồi mình giảng ngày ba hữu, kỳ rồi mình giảng ngày ba hữu thì hôm nay mình học tiếp cái đoạn này với thêm một bài nữa cho đủ không. Thì kỳ rồi tôi nói về ba hữu, ba hữu là ba cái hình thức hiện hữu của chúng sinh. Có những chúng sinh gọi là sống chết buồn vui ở trong cõi dục cảnh dục, rồi có những chúng sanh chán dục nhưng mà lên tới thiền sắc giới thì ngừng, có cái chúng sanh đó là đắc được thiền sắc giới rồi, rồi cũng chán thì sắc giới là hướng tới cái cõi vô sắc. Và cứ như vậy trong suốt cái dòng luân hồi đó, chúng ta cứ lây quay có bao nhiêu đó thôi, lên xuống thăng trầm buồn vui sướng khổ cứ bao nhiêu đó, mà dĩ nhiên mình cũng phải hiểu ngầm. Cũng trong Kalama có bài kinh đó, Đức Phật ngài dạy rằng cái số người mà sống trong cái cõi dục cảnh dục mà có khả năng ly dục rất hiếm, và cái số người mà trong số những người ly dục mà chứng thiền sắc giới đó thì đứng lại ở sắc giới nó nhiều hơn là đạt đến cái cảnh giới vô sắc. Và cái hạng thứ ba còn hiếm nữa, nó có nghĩa là chán sợ sinh tử trong mọi hình thức, đó là các vị Bồ Tát. Cho nên bữa nay mình giảng tiếp theo cái phần đó, đó. Thì ngày Ma Ha Có Cá ngày hỏi làm sao mà cái chuyện tái sinh nó không còn nữa, thì thật ra mình đã thấy câu trả lời nó nằm trong câu hỏi rồi. Không, câu trả lời này nó đã nằm ở trong cái câu trả lời trước rồi, có nghĩa là do chính vì có thích ở trong cái này cái kia, cho nên nó là hễ có thích trong cái gì thì sẽ quay lại để mà sống chết buồn vui trong đó. Và có một chuyện thì hữu duyên thì nghe, còn còn không thì thôi, chứ giờ tôi đâu có cách nào tôi giúp được bị được. Đó là cái vấn đề quan trọng ở đây, nên là phải nhớ đó, là do cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và cái môi trường sống mà chúng ta thấy cái gì đó là ngọt ngào, cái gì đó là cay đắng ở mỗi cảnh giới, ở mỗi hoàn cảnh, ở mỗi môi trường sống, thì chúng ta có cái thích và ghét cái khác nhau. Không, thích và ghét khác nhau. Khi mà ta thích một cái gì đó thì ta sẽ ghét cái ngược lại, và khi ta ghét cái gì đó ta sẽ thích cái ngược lại. Như vậy thì thích và ghét đó là một sự quẩn quanh, đấy, nó quẩn quanh. Và chính trong cái tâm lý học hiện đại người ta cũng nhìn nhận như vậy, có nghĩa là cái ghét đó, nó cũng là một hình thái tâm lý ràng buộc nối kết mình với đối tượng, như là cái mình thích vậy. Cái nào nó cũng có khả năng nó ràng buộc mình hết, cái nào nó cũng có khả năng làm cho mình mất ngủ hết. Thì ở đây á, ngày cái Xá Lợi Phất ngày nói rõ ba cảnh giới xong xuôi rồi, ngày nói luôn thông qua cái câu hỏi của ngài Cấp Thì Cài, ngày ngày Xá Lợi Phất ngày nói cái cách mà để mà vượt khỏi, cách mà vượt khỏi chuyện tái sinh ấy, nó chính là ở đây ngày nói chính là chấm dứt cái vô minh và tham ái. Vô minh ở đây là cái gì? Vô minh ở đây chính là cái niềm đau, cái sự gọi là mê mờ, không có nhận thức được cái lý tứ diệu đế. Mà từ cái chỗ không nhận thức được lý tứ diệu đế nó mới dẫn đến tham ái. Ở đây mình thấy vị sơ quả Tu Đà Hoàn tuy là còn sinh tử, nhưng mà cái khả năng sinh tử của các ngài chỉ tối đa là 7 kiếp, chứ không có lên tới kiếp thứ 8 được. Tối đa là 7 kiếp. Là vì sao? Là vì ở trong cái nhận thức của một người mà hiểu được bốn đế là gì, thì vì đó không còn có trong cái tâm khảm, trong đáy sâu của tâm tưởng ấy, vì đó không còn có cái đầu tư, vì đó không còn có cái đầu tư để mà hướng vọng đến cái chuyện sinh tử. Còn mình nó tuy cái miệng mình nói là tôi học đạo tôi cũng sợ, nhưng mà đó là mình sợ, một là mình sợ trên miệng thôi, thứ hai nó là mình cũng sợ do mình tưởng tượng thôi, chứ còn mà thấm thía rằng mọi hiện hữu là khổ, dù trong trạng thái hình thức nào thì cũng là khổ,
Thì cái nhận thức đó phải là nhận thức bằng cái tâm sơ đạo á, thì nó mới có khả năng làm cho mình gọi là lìa xa cái sinh tử. Nhưng mà sở dĩ còn sót lại chút ít là vì sao? Là vì sót lại chút ít vài kiếp sinh tử, đó là có những vị tu đà quần mà đắc tu đà quần xong mà chứng la hán ngay trong kiếp đó luôn thì khỏi nói rồi. Còn tôi đang nói đến trường hợp là vị tu đà quần họ chứng sơ đạo xong họ vẫn còn quẩn quanh vài kiếp ấy. Bởi vì cái lam ba la mật của họ nó chưa có đủ, nó chưa có đủ. Tuy chưa có đủ nhưng mà họ đã có cái nhận thức để thấy rằng sinh tử là chuyện không nên. Cho nên đây từ cái chuyện này là nó mới mở ra một cái vấn đề nữa. Tức là trong cái giáo lý A Tỳ Đàm không có chấp nhận cái chuyện một vị đã chứng la hán mà lại có thể nuôi cái hạnh, nuôi cái nguyện Bồ Tát để là thành Phật, chỉ đó không có. Mặc dù ở trong cái lòng của một vị thánh nhân từ sơ quả lên tới tứ quả thì xem Thế Tôn là đệ nhất thiên liên, đệ nhất khả kính, đệ nhất đạo sư. Biết rằng Phật trí, Phật hạnh ấy, là không gì bì được, biết hết, biết hết. Và vì đó coi như là không có một tí ti mãi mai nào nghi ngờ đối với cái sự giác ngộ của bậc đạo sư. Và trong lòng vị đó không có một bóng hình nào thay thế được Đức Phật. Tuy nhiên các vị đó từ La Hán này khỏi nói, mà nói vì sơ quả của đồ quần, biết Thế Tôn là khả kính, nhưng vị này không, cái vị sơ quả này nè, không còn đủ cái nhiệt tâm nhiệt quyết để mà tiếp tục sinh tử nữa. Vì sao? Vì đó thấy rõ rằng mọi hiện hữu là khổ, thấy bằng cái trí tuệ thánh nhân. Thì thấy như vậy rồi đó, thấy như vậy rồi đó, thì coi như là cái dòng sinh tử bị cắt bỏ. Nó chỉ còn là con khúc thôi. Có nghĩa là dòng sinh tử nó dài, thí dụ như nó dài là 8.000 tỷ km, thì lúc giờ nó chỉ còn là 7 cm thôi. 7 cm thôi. Một chiếc xe đã chạy 8.000 tỷ km bây giờ đã ngưng rồi, máy hư rồi, nhưng mà cái trớn á còn lăn được 7 cm chút xíu vậy đó. Chút xíu vậy thôi. Chứ hết rồi. Vì nó không còn có cái thiết tha để mà đi nữa. Hết rồi. Nhớ nha, bên Phật giáo Nam truyền trong kinh điển Pali, đặc biệt trong giáo lý A Tỳ Đàm thì xác nhận cái chuyện đó. Một vị tu đồ quần vì nó không còn thiết tha trong chuyện sanh tử nữa. Dù sanh tử để thành Phật cũng hết rồi. Hết rồi. Cạn rồi, khô máu cho cái chuyện luân hồi rồi, không? Còn mình còn phàm thì mình còn thấy cái này hay cái kia hay, mình còn nguyện đệ nhất này đệ nhất nọ, việc hạnh này việc hạnh kia, nguyện thành Phật Tổ Như Lai, nguyện thành độc giác Bích Chi tùm lum hết. Nhưng mà khi là chứng la chứng sơ quả rồi thì cạn nước, khô máu, không còn thiết tha nữa. Nhớ, mặc dù trong lòng vị đó là các vị đã biết rõ ai là nhân vật khả kính và cái vị trí đó thiêng liêng cỡ nào, thù thắng đặc biệt cỡ nào, mình đã biết hết. Nhưng mà kêu mà dám bước luân hồi thì không, bởi vì người đã hiểu bốn đế họ không có đi nữa. Và tôi nhắc lại, tùy vào cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống đấy, mà ta thích cái này thích cái kia. Khi mà mình tu tập bốn niệm xứ, khi mình học giáo lý đó, chứ không học giáo lý, là mình đã buông hết một mớ rồi, ít nhất cũng là về mặt lý thuyết mình buông. Nhưng mà trong tâm khảm mình nó vẫn còn những cái vương vấn. Tới lúc mà mình tu tập tuệ quán tứ niệm xứ thì cái khả năng buông bỏ mình còn lớn hơn nữa. Ngày xưa mình học giáo lý đó, thì miệng nó vô ngã vô thường nhưng mà vẫn còn thích này thích kia. Nhưng tới lúc mình tu tập niệm xứ, mình thấy ngay cái chuyện hơi thở vào ra đó cũng là cái mệt. Ăn uống tắm gội vệ sinh cũng là cái mệt. Cái chuyện mà giao tiếp với người thân trong nhà đó, gặp gỡ vợ chồng con cái cha mẹ cũng đã mệt. Nói gì là những quan hệ xã hội, nói gì là những cái mộng ước đỉnh chung, danh lợi phù vân thì nó còn mệt nữa. Đó là mới cái là hành giả tới những sự mà rốt ráo nghiêng mặt là thấy cái gì nó quá mệt mỏi. Còn những người nào mà đi tu tứ niệm xứ rồi, học giáo lý rồi mà mở miệng ra nói rằng nói như cũng kẹt, chờ cháu nội nó ra trường, thì tôi phải nói rằng đây là hành giả dởm. Chứ hành giả thứ thiệt á, thì là họ sẽ nhanh nhất như có thể là họ buông. Chứ còn mà cứ rề rà. Và tôi có gặp những người mà cũng học giáo lý tùm lum, nó lo lo gặp mình nói trời đó, cái lớp đó cũng nhớ học thì nó vui quá hay quá, về cũng luôn buông rồi quên. Thì mình nghe cho mình biết là mấy người này sao được, là bởi vì trong lòng họ cái nhu cầu Phật pháp nó chưa phải là cái nhu cầu thiết yếu, chưa phải là nhu cầu máu xương. Nghĩa là mình còn lén lén mình thích
thích cái đời đó, rồi mình tìm tìm cách mình viện cớ. Thì ở đây muốn thoát sinh tử là cái chuyện đầu tiên đó thầy, là mình chấm dứt cái vô minh, và giải dứt vô minh đó là dứt ái. Mà cái dứt vô minh ở đây nó có tùy nhiều cấp độ. Cái dứt vô minh của một cái người có trí văn trí tư á, mà cái dứt của cái người mà chứng sơ quả, họ đã một lần họ thấy được bốn đế rồi, họ thấy khổ đế là cái gì rồi, họ thấy mọi hiện hữu máu và lệ, hoa và gai đều là khổ hết, họ phải thấy như vậy đó họ mới buông. Thì với cái thấy này nè là họ đã trừ vô minh được mớ rồi. Mà khi trừ được một mớ vô minh thì họ cũng trừ luôn được một mớ ái. Nó mới là họ trừ được cái quan trọng, cái sanh sanh hữu, cái mà đầu thai đó họ cũng còn. Họ tức là họ chỉ còn là có một mẻ nhỏ nhỏ để đủ để đi trong tối đa là 7 kiếp thôi. Cũng giống như một cái người mà biết rõ mình đang vượt ngục, mình đang chạy trốn kẻ thù truy sát, biết rất rõ, biết quay lưng lại là chỉ có chết, biết rất rõ. Thì lúc trên đường đi thì khát nước, có cúi xuống lấy cái tay vóc một bùm để mà uống, thì sẽ phải nhận nước mát thiệt, nước mát thiệt, ngọt thiệt, không? Nước trong, sạch, mát, ngọt, biết. Thì lúc đó có thích thiệt, nhưng mà đó là cái thích của vị Tu Đà Quần. Vị đó biết rất rõ, nước này mát nè, nước này sạch uống được nè, nước này ngọt, mát, trong, không? Biết rõ. Nhưng mà bị vẫn luôn luôn canh cánh, đau đáu trong lòng, rất rõ. Là quay mặt ra là đã chết, rồi chậm bước là chết, quay lưng là chết, chỉ có gì, chỉ có cái là đi thẳng thôi. Nhưng mà vẫn còn một chút hứng thú để mà thưởng thức cái dòng nước suối, nước thác. Thì đó là cái tâm thái của Vị Tu Đà Quần. Họ biết rất rõ, biết hết. Nhưng mà nó còn là con tí ti là họ còn thích nên cái gì mà uống nước suối, nước thác. Đang khát quá mà. Thì hãy còn mang thân sinh tử thì nó còn có những nhu cầu. Mà cái này nói ra biết khiếp. Chúng ta có nhu cầu này, nhu cầu nọ, nó có hai lý do. Một là do ái. Hai là do ưu. Ái này có nghĩa là do thích cái này thích cái kia, còn ưu đây có nghĩa là ghét cái này ghét cái nọ, do theo đuổi cái thích rồi do trốn chạy cái ghét, cho nên chúng ta mới có nhu cầu này nọ trong đời sống. Cho nên ở trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật ngài dùng cái chữ tham ưu. Ở đây vị tỳ kheo tinh cần tỉnh giác chánh niệm, tu tập thân với niệm xứ diệt trừ tham ưu ở đời. Tham có nghĩa là thích thú theo đuổi, ưu đây tức là chống đối đề kháng bất mãn. Đó là toàn bộ tất cả thì não gom gọn là nó chỉ có nhiêu đó thôi, tức là theo đuổi và trốn chạy, buông cái này bắt cái kia. Cho nên nó là một đối với vị Tu Đà Quần thì họ biết rất rõ, bốn đế là gì. Mặc dù cái biết của họ đó nó không bằng cái biết của vị A La Hán đúng, nhưng mà so với phàm phu cái biết là cái biết như thật, cái biết bằng thành trí, cái biết không do vay mượn, không do tưởng tượng, không do hình dung, không do liên tưởng. Nhớ nha. Còn vào vua mình học giáo lý, mình thuộc lòng tâm tạng, thì cái biết của mình trong bốn đế đó, cái biết cái nhận thức của mình về cái khổ ấy, nó vẫn là cái biết vay mượn, cái biết hình dung, cái biết liên tưởng, cái biết tưởng tượng, cái biết do trí văn, cái biết do trí tư, cái biết do học hỏi, đọc sách, nghe giảng, cái biết do trầm tư, tư duy, chứ chưa phải là cái biết bằng máu, bằng xương, cái biết thấm thía. Như tôi nói rất là nhiều lần đó là mình nghe ai đó nói xấu mà mình rất là giận. Mình về mình mới hỏi má mình, má mà nói không, bữa đó má có má ngồi đó, ổng không có nói gì xấu con đâu, người ta hiểu lầm. Thì má mình tin, nhưng mà trong bụng mình cũng hơi ngờ ngợ, nghĩ biết đâu chắc má muốn yên chuyện này, má nói khỏa lắp vậy thôi. Rồi sau đó thì có người cho mình nghe một cái cuốn băng cassette ghi lại cái cuộc nói chuyện đó, là coi như là lần này mình mới tin rồi. Nhưng mà cũng chưa có đã lắm, nó chưa có dứt khoát lắm. Phải đợi tới lúc mà mình coi cái băng video mà vừa ghi hình ghi tiếng, thì lúc về tiếng là mình nghe cái nội dung, còn ghi hình là mình nhìn cái thái độ của người nói đó. Vì vậy thì vừa có tiếng vừa có hình, lúc bây giờ mình mới dứt khoát thì ra người ta không có nói mình, không nói xấu mình, nó do mấy bà tám mới về mà đâm thật thôi. Này ở đây cũng vậy, mình học giáo lý cho đã thì cái biết của mình đối với tam tướng năm quẩn 12 xứ 18 giới, 12 duyên khởi, cái biết chỉ là cái biết nghe lại mà mình cũng còn ngờ ngợ. Mà như rất là nhiều lần tôi nói, phàm phu khác thánh nhân ở chỗ phàm phu không hiểu lắm cái điều mình tin, không thấy rõ lắm cái điều mình tin, cho nên không có tin lắm cái điều mình thấy, không tin lắm cái điều mình hiểu. Còn thánh nhân hiểu rất rõ cái điều mình tin,
Cho nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu. Đó, nó khác nhau chỗ đó. Miệng mình nói vô ngã vô thường nhưng chứ còn mình về mình hỏi lòng mình đi. Mình còn mê thích tùm lum, mình còn bất mãn đủ thứ, chỉ cần mà mình còn thích khen sợ chê đó là biết mình dỏm, nó thẳng luôn nha. Mình mà thích khen sợ chê, mình mà còn sợ chết, mình còn thích hưởng thụ, mình còn thích yêu đương nhung nhớ hờn ghen, nghĩa là mình dỏm, nó phải nói thẳng như vậy. Đừng có viện cớ, mình phải nhìn nhận nó là phàm tăng. Phàm tăng cũng như là cái biết của mình về bốn đế nó chưa có tới. Mà chính vì cái biết nó chưa có tới cho nên ý, cái niềm tin của mình rằng mọi thứ là phù vân ấy, mọi thứ là chết nhoáng, mọi thứ là giả hợp, mọi thứ là sinh diệt trong từng sát na đó, mình nói chỉ két vậy thôi. Chứ còn thử bây giờ đứa nào nó tát cái mặt là mình chịu không nổi. Mình vào mình post một cái gì đó lên Facebook, mình thấy mấy cái comment của nó mà nó nói móc nó xỏ là mình đã nhức đầu rồi. Vậy là chúa, mình phải thật sự mình thấy mọi thứ là khổ, mọi thứ là gánh nặng. Hoặc là trong kinh Đức Phật ngài dùng vô lượng phương tiện để cho mình buông á, ví dụ như ngài dạy thường xuyên quán chiếu từ đầu tới chân là một khối bất tịnh gồm tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận viêm gan mật đàm mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu vân vân vân. Hoặc là thường xuyên quán niệm thân là một ổ bệnh, chẳng qua là nó chưa có phát tác, nó chưa có xì, nó chưa có lòi ra thôi. Thường xuyên niệm như là niệm chú vậy, thân này là một ổ bệnh, thân này là một đống rác này, sớm muộn gì cũng chết, không chết kiểu này cũng chết kiểu kia, nhưng mà sớm muộn gì cũng chết. Ngài cứ nhớ đây là những cái câu thần chú mà phải niệm hoài đó thì nó mới bào mòn được, chứ còn bào mòn được cái phiền não, cái thích và ghét. Khi mà nó đến một lúc nào đó mà mình nhập tâm được cái một câu thôi, tức là sớm muộn gì cũng chết, thân này chỉ là cái xác chưa chôn. Nếu mà mình cứ niệm hoài như vậy mình sẽ buông được rất nhiều. Rất tiếc là mình không thực tập nha, mình không thực tập. Cho nên ở đây ngày sẽ phát ngày mới trả lời thì nói chuyện đầu tiên là phải dứt cái vô minh. Mà dứt vô minh rồi tự nhiên nó dứt cái ái luôn, bởi vì khi nó hiểu rõ nó không có thích nữa. Nó hiểu rõ nó không thích nữa. Thì cái hiểu ở đây nó có nhiều cách, hiểu bằng trí văn, hiểu bằng trí tư, hiểu bằng trí tu, hiểu bằng phàm trí, hiểu bằng thánh trí. Hiểu trên khía cạnh tục đế, hiểu trên khía cạnh chơn đế. Hiểu trên khía cạnh tục đế là thân này rồi sẽ già, sẽ bệnh, sẽ xấu, tóc sẽ bạc, lưng sẽ khòm, da sẽ nhăn, răng sẽ rụng. Đó là hiểu trên tục đế. Còn hiểu trên chân đế là hiểu rằng thân tâm này gọi là ông A và B, nhưng thật ra nó là một khối tổng hợp của danh sắc của năm quyển 12 xứ 18 giới, của 12 duyên khởi. Do duyên mà nó tụ, do duyên mà nó tán, do duyên mà tụ tán. Và cái sự hiện hữu của mình nó là thật ra nó là một cái kiểu tiền, một cái quá trình, một cái tiến trình sinh diệt chớp nhoáng trong từng phút. Thân tâm ta thiện ác buồn vui trong từng phút, từng giây. Không có một cái tôi nào, không có một thằng tèo, thằng tí, con lan, con cúc nào mà tồn tại quá một sắc mà hết. Nhưng mà vì danh và sắc nó do duyên mà nó sanh diệt liên tục với một cái tốc độ mà cái trí tuệ thấp kém, chánh niệm yếu đuối đó, không có nhận ra kịp. Chứ một hành giả tứ niệm xứ có học giáo lý và có chánh niệm miên mật ấy, thì hành giả sẽ liên tục nhận ra một điều là thân tâm này không có ở yên trong một trạng thái, không ở yên trong một tình trạng, mà nó luôn luôn ở trong cái gọi là luôn luôn trong cái tình trạng trở thành một cái gì đó, becoming. Đây chính là lý do tại sao mà ngài sẽ là phát ngài gọi cái chúng sinh, cái cảnh giới và cái sự hiện hữu chúng sinh, ngài gọi bằng chữ pha quá. Chữ pha quá từ cái căn bù, mà căn phu là động từ to be, động từ to be. Có nghĩa là chúng ta đang là một cái gì đó, chúng ta đang trở thành một cái gì đó, chứ không có ông A, B, ông Tài, ông Tí nào đứng yên. Bây giờ giàu họ sống 90 tuổi thì nó đó là một sự lắp ráp của vô số thành tố danh sách, mà có thể cái sau nó giống cái trước, cho nên mình lầm tưởng, chứ còn similar not the same. Chúng giống nhau nhưng chứ không phải là một. Giống như mình thấy nước, một cái dòng nước để chảy trên thác ầm ầm, mình thấy nó là một dòng chảy, nhưng thật ra nó là gồm các thành tố hóa học, nó tạo nên cái gọi là nước, nó tạo nên cái gọi là H2O. Nha, ở đây không có cái nào gọi là dòng nước. Ở trong cái nhận thức của một người mà học hóa chất, học hóa học chemical, thì không có cái nào gọi là dòng nước, mà nó là một sự tổng hợp của các thành tố hóa chất. Nha, rồi. Thì là hành giả thấy như vậy đó, mà thấy bằng kiến thức, thấy bằng tư duy và thấy bằng cái chánh niệm tu tập. Mà trong chánh niệm tu tập đó, buổi đầu nó là cái biết của phàm phu, và khi chứng đạo nó kể biết của thánh nhân.
Biết như vậy mới buông. Biết như vậy, biết có nghĩa là trí. Mà hãy có trí có mặt ở đâu thì vô minh nó vắng mặt ở đó. Trong đây có ghi nè, trong đây có ghi nè. Trong đây có ghi nè. Tức là Awicca Viraga, có vô minh thì có ái, không? Có vô minh thì có ái, trong đây ghi như vậy. Awicca, cái này câu này phải tách rời ra nha, trong dính dùm này. Awicca là từ, từ vô minh Viraga thì mới có ái. Vicchupada, khi mà minh xuất hiện á thì tanha nirodha, thì ái biến mất. À, mà Awicca ngưng một cái Viraga, hệ kế mà có vô minh á, thì có cái tham ái, không? mà quý chúc ba đà, khi mà vô minh, mà khi mà trí tuệ minh minh mà có mặt thì gọi là ái biến mất. Hoặc là áo quý cha biết ra ra, có nghĩa là khi minh biến mất, chỗ này phải dịch lại cho đúng hơn, áo quý cha biết ra ra, thì khi mà cái chữ viraga ở đây không có phải là ái nha, viraga đây không phải là ái, trong trường hợp này không phải là ái nha, mà viraga đây có nghĩa là sự kết thúc, sự chấm dứt, nhớ nha, viraga đây là nghĩa là sự kết thúc, sự chấm dứt, từ vô minh nó ra ái, nhưng mà khi mà avijja viraga, từ khi mà sự chấm, từ cái chấm dứt, sự kết thúc của vô minh á, thì sao ta, thì vicchupada thì minh xuất hiện. Mà hễ minh xuất hiện thì sao? Thì tanha nirodha. À, tanha nirodha có nghĩa là ái biến mất. Như vậy thì từ vô minh nó ra ái. Mà khi mà avijja viraga, từ cái sự biến mất của vô minh, avijja viraga là từ sự biến mất của vô minh, thì vicchupada là minh xuất hiện. Minh tức là trí thì tự xuất hiện. Mà trí tự xuất hiện thì cùng một lúc đó là ái cũng bị đoạn diệt, đoạn trừ, cũng bị tịch diệt nha. Nó cùng một lúc ánh sáng xuất hiện thì bóng tối lập tức biến mất, không có trước không có sau. Khi mình hiểu được cái xác đó, cái xác chết trôi nó không phải là má mình, thì khi mình cùng cái lúc cái biết đó, cùng lúc với cái biết đó phải má mình, thì mình không còn khóc nữa. Nó cùng một lúc như vậy, cùng một lúc mình biết là cái cô gái đẹp mà ngồi bên cạnh chồng mình đó chính là đứa em thất lạc của ổng. Khi cùng một lúc biết như vậy thì cái ghen nó không còn nữa. Ngay lúc đó mình cái ghen nó hết. Hai cái nó đi đến cùng một lúc. Đây cũng vậy. Xưa giờ mình nghĩ rằng thân này là của tôi, tâm này là của tôi, mắt tay mũi lưỡi này là của tôi, thiện ác buồn vui này là của tôi, sự hiện hữu này là của tôi. Tôi là cái gì đó trong trời đất này, tôi là cái gì đó trong xã hội này, tôi là cái gì đó trong gia đình này, tôi là một cái gì đó trong cái cộng đồng chúng sinh này. Nhưng bây giờ tôi biết rằng tất cả chỉ là giai không, phàm sở hữu tướng, giai thị hữu vọng. Đấy. Khi mà biết như vậy rồi đó, thì lập tức cái mà bám chấp nó không còn nữa. Cho nên ở đây ngày mới nói là quý cha với ra ra, khi mà vô minh bị tận tuyệt, bị chấm dứt, bị kết thúc, bị chấm hết, à, thì sao thì quyết chấp ba đa thì minh xuất hiện, và từ đó gọi là tâm tha nếu ta thì ái cũng tịch diệt. Khi biết rõ thì không còn thích nữa, mà khi không còn thích nữa thì sao ta, không còn chỗ để đi về. Bởi vì theo trong A Tỳ Đàm ý, ở cái người mà còn tái sinh ý, khi mà cái tâm mệnh chung nó vừa xuất hiện, tâm tử tâm chú tiết chết ta vừa xuất hiện, thì lập tức tiếp nối cái đó là tâm đầu thai, hay là tâm gọi là tâm tái sinh, tâm tái tục, tâm đầu thai, thì dính liền, không có gián đoạn. Tâm mệnh chung vừa xuất hiện thì tâm tái sinh cũng tiếp nối từ đó mà xuất hiện. Mà cái tâm đầu thai đó nó chính là cái tâm quả. Tâm quả, quả thiện hoặc quả ác, nhưng mà mình đã tạo từ đời quá khứ, không? Tâm quả thì không thiện không ác, mà nó chỉ là quả của thiện ác chứ không phải là thiện. Bản thân nó không phải thiện ác, nó chỉ là quả của thiện ác thôi. Cái đặc biệt thế này, ngay sau cái giai đoạn mà tái tục đó, là chúng ta phải có tham ái xuất hiện ngay lập tức. Theo mô tả trong kinh đó, thì cái tâm mệnh chung nó xuất hiện giống như con khỉ mà cái tai nó buông cái nhánh này, và cái tham ái kia nó xuất hiện, nó giống như là
để con khỉ một cái tay nó chập cái nhánh khác, nó mua cái nhánh này nó phải chập cái nhánh kia liền, thấy không? Mà một cái người không còn tham ái nó làm sao đi tái sinh, là bởi vì là họ không còn có cái tham ái để mà đầu đời đó họ có cái để họ chập, vì đó cái vị hiểu không? Là bắt đầu kiếp sống thì lúc nào cũng bắt đầu bằng tâm tham hết. Nhớ nha, cái động lực đầu tiên mới là tham. Cho nên nói về lý, nói về tình ấy, thì một người hiểu bốn đế họ không còn thích nữa. Mà khi họ không còn thích nữa, tôi nhắc lại lần nữa, cái không thích này nè là phải là không thích nó đi ra từ cái trí tuệ thánh nhân, chứ không phải là đi ra từ cái trí tuệ phàm phu. Bởi vì trí tuệ phàm phu học bằng trời đi nữa, thuộc lòng tâm tạng chú giải, nói rào rào, 2 giờ sáng dựng dậy vẫn trả lời rào rào thì cũng chưa đủ nếu mà còn phàm. Vì sao? Vì 800 lý do. Buổi sáng mình biết như vậy, nhưng buổi trưa mình hoàn toàn có thể nghi ngờ cái biết của mình. Nghi ngờ cái biết phàm phu nó vậy đó, thấy nó ào ào nhưng miệng nó trong lòng vẫn nghi. Nhiều khi mình nói cho người ta tin, mình muốn người ta tin cái gì mình nói, nhưng mà khi mà tắt máy rồi mình về một mình, mà về phòng một mình á, nhiều khi mình lại đâm nghi những cái điều mình nói. Nếu mà cái điều nói không dựa vào kinh điển mà là do suy diễn á, nha. Còn nói theo kinh điển nói gì? Nói kinh điển thì kinh nói sao mình nói vậy, nhưng mà có những cái điều mà kể cả mình dựa vào kinh điển nữa, nhưng lòng mình vẫn có cái nghi gì thánh nhân thì không. Cái điều gì họ đã thấy họ không có nghi nữa, cho nên hồi nãy tôi nói 800 lý do là vậy, là cái trí phàm phu không có bì được cái trí thánh nhân ở chỗ này. Chuyện đầu tiên là nó hoàn toàn có thể thay đổi. Hoàn toàn có thể thay đổi. Tức là lúc có, lúc không, lúc về, lúc khác, lúc vuông, lúc tròn, lúc hình tam giác, bình hành, hình thang, chỉ nhật. Đây, cái đầu tiên là cái nhận thức phàm phu, cái trí tuệ phàm phu hoàn toàn có thể thay đổi, lúc về, lúc khác. Thứ hai là cái trí tuệ phàm phu không đủ cái lực để mà cắt đứt phiền não, biến mình thành một con người khác. Nhớ nha, nhớ. À, dầu cho mình có tinh thông kinh điển gì đi nữa, nhưng mà cái con người thật của mình ấy, nó vẫn còn đó, nó không chạy đâu hết, không chạy đâu hết. Cho nên là cái đó là cái khác biệt giữa phàm trí và thánh trí. Trong khi cái trí thánh nhân thì không, trí thánh nhân không thể nào mà có cái vụ sáng nắng chiều mưa là không. Thứ hai là cái trí của thánh nhân là có khả năng cắt đứt hoặc là giảm nhẹ phiền não. Nhớ nha. Cái thứ ba, trí thánh nhân không có thay đổi bằng cái sự sống chết. Cái điều một là thay đổi ngay trong kiếp này nha. Còn cái điều thứ hai là cái trí thánh nhân có thể đem từ kiếp này qua kiếp khác được. Nhưng mà trí phàm phu thì không. Trí phàm phu không có cái chuyện mà đem từ kiếp này qua kiếp khác. Nhiều lắm đó, mình học đạo chỉ để lại cái chủng tử thói quen thôi. Chứ còn kiểu đem đi thì không. Ví dụ như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong nhiều kiếp quá khứ ngài gặp chư Phật, ngài cũng làm tỳ kheo, ngài cũng thọ giới, rồi ngài cũng thọ thuộc lòng tam tạng, nhưng mà rồi chết rồi là quên sạch. Và cái để lại trong lòng ngài đó là những cái chủng tử giác ngộ, chủng tử trí tuệ, chủng tử ly dục, chủng tử giải thoát, chứ còn mà ngài không có nhớ được cái ngài đã học. Và cái chuyện mà kiếp trước cái học thuộc lòng tam tạng, kiếp sau làm con chó con heo, chuyện đó very very bình thường nha, bình thường, không có mang theo được. Nhớ nha, không có mang theo được. Nhớ cả đó. Cho nên cái chuyện đầu tiên là cái biết của phàm phu, cái trí tuệ phàm phu ấy, nhận thức phàm phu ấy, là thấy vậy đó, nhưng mà sáng trưa chiều tối hoàn toàn có thể thay đổi, không? Cái thứ hai là cái thấy biết của phàm phu không đủ để hoán chuyển cải đổi bản thân họ. Và cái thứ ba là không thể mang đi sang kiếp khác này. Và cái thứ tư là cái trí tuệ thánh nhân chỉ có nâng cấp chứ không cần chỉnh sửa nha, chỉ có nâng cấp thôi chứ không cần chỉnh sửa, chỉ có upgrade chứ không có erase, upgrade chứ không có erase, không có delete, không có cần delete. Còn mình á, là trí tuệ bằng vuông mình á, nó có nhiều cái mà cần phải rebuild nè, cũng có, rồi có cái cần upgrade cũng có cái erase, có cái cần phải delete absolutely, xóa sạch. Và kiến thức của thánh nhân, cái nhận thức của thánh nhân là chỉ có nâng cấp, còn mình là thường khi phải đập hết xây lại, có đập hết xây lại. Nhớ nha, một cái là nâng cấp và chỉ thêm lầu thêm tầng, người ta thêm cái cảnh ngoài thôi, nhưng mà cái nhà ta nhà ok, còn mình là nếu cần là đập hết xây lại nha. Đây là những cái khác biệt giữa phàm trí và thánh trí. Hôm nay bốn thí làm thí chủ Duy Nghi được 1-2 năm rồi,
nhưng mà phải cúng kinh rồi đi Miến Điện tu thiền vài khóa, rồi thường xuyên rất gặp gỡ cao tăng và phật tử chư tăng cũng quen biết mình nhiều. Xin lỗi, mấy cái đó là mấy miếng salon bát không à, salon bát xài rồi, mấy miếng salon bát không à, mà mình và tưởng là vàng là ngọc rồi tự đắc kiêu căng, trời đất nói nghe mửa, cái đó chỉ là salon bát xài rồi, chỉ là cái tờ vé số dò rồi, chỉ là cái tấm vé tàu đã đi rồi, nó mới giá trị kỹ vậy. Cái giá trị ở chỗ này, nhớ tôi không có bát công đức, nhưng mà nhớ cái tâm bốn thí nó quan trọng hơn cái quả bốn thí nha. Còn nếu mà mình bốn thí mà đứng kèm theo đó là lòng tự kiêu tự đắc thì lúc bây giờ cái lòng bốn thí nó đã mất rồi, nó nhường chỗ cho tâm tham, nhường cái tâm tham cho ái nha. Cái khoảnh khắc mà có lòng lành lòng thiện nó có tí thôi mà sau đó là hãnh diện rồi đi dính đất mặt hất lên trời, đó là xài rồi nha. Cho nên từ cái gọi là nhận thức ấy, nó dẫn đến cái chuyện không có thích, mà từ cái chỗ không thích nó dẫn đến chuyện không còn tái sinh. Mà cái không còn đây nó có mấy trường hợp: không còn của vị la hán có nghĩa là tắt thở một cái là dẹp luôn, còn cái thứ hai là cái không còn của vị a na hàm có nghĩa là tắt thở một phát rồi là đi thẳng về cõi phạm thiên, không quay lại cõi dục. Rồi cái trường hợp ba là cái vị tu đồ quận cõi dục đắc rồi, và khi tắt thở một phát rồi là không quay lại cõi đọa, và cứ phải đi lên hoài chứ không quay lại cõi đọa, vĩnh viễn không có bị đọa. Mà nó vĩnh viễn cho nó sang, cái thật ra vì nó gia tại có bảy kiếp thôi, chỉ có bảy kiếp luân hồi là phải ngưng. Tức là các ngài là một cái cỗ xe mà đã đi 8.000 tỷ km, bây giờ chỉ còn lại nó nhúc nhích, nó hư máy rồi, bể bánh rồi, nhưng mà do cái trớn nó còn nhúc nhích được 7 cm nha. Nghĩa là mình đã đi mấy chục ngàn tỷ km, bây giờ nó chỉ còn là 7 cm, nhúc nhích cho vui thôi, vì chiếc xe đã tiêu rồi. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Phật ngài còn mô tả là cái phàm phu giống như chiếc thuyền tốt mà đang dông rủ trên biển, còn cái vị thánh, các vị thánh nhân ấy, các vị tư thi sơ quả giống như xuồng hư, chiếc thuyền, chiếc tàu hư rồi kéo vô trong bờ. Còn La Hán là có giống như chiếc xuồng, chiếc tàu hư mà bị kéo hẳn lên trên cạn rồi, không? À, bị nằm ấp xuống rồi chờ mưa nắng nó làm cho mục, nghĩa là chính La Hán xong ngồi chờ cái bàn. Cho nên rất là nhiều lần tôi nói ở ngoài đời đó, cái chữ mà hết đầu thai đó, người ta nói là cái chuyện chung xào đồ hết đầu thai, nhưng mà trong đạo mình hết đầu thai là một chuyện rất là tốt đó, là một. Ngoài đời người ta chửi, người ta nói cái thằng đó làm biết, nó cứ ăn rồi nó ngồi chờ sung rụng, nhưng mà đúng ra đó, cái vị A-la-hán cũng là một người ngồi chờ sung rụng, nhưng mà chờ sung rụng đây không phải là làm biếng mà chờ cơ hội may mắn xuất hiện, mà chờ sung rụng đây có nghĩa là ngày chờ đủ duyên thì xuôi tay nhắm mắt nha. Chính là hãng đúng là cái người chờ sung rụng, ở người làm còn thiết tha gì hết thì cái duyên nó chưa có đến lúc mà mình phải đi, thì ngồi đó chờ bữa nào gió thổi qua cái sung nó rụng bập rồi xong này. Còn mình là mình do, tại sao mình có đau khổ là vì mình có thích ghét. Đau khổ và hạnh phúc nó đến từ cái thích và ghét, có được cái mình thích thì mình gọi là hạnh phúc, mà chịu đựng cái mình ghét gọi là đau khổ nha. Đời sống này gồm hạnh phúc và đau khổ, và hai cái đó nó đi ra từ cái thích ghét, mà cái thích ghét đi ra từ đâu? Từ cái vô minh. Đây, tự của mình thật ra không có gì để thích và không có gì để ghét, nhưng mà do mình không có thấy tới nơi tới chốn, mình không thấy rằng mọi thứ là khổ, mình không thấy, cho nên mình mới có phân biệt cái này ngọt nè. Khi mà có phân biệt cái ngọt thì lập tức là nó sẽ có cái đắng. Như nãy tôi nói rồi, ta thích một cái gì đó là đương nhiên, mặc nhiên, cố nhiên và hiển nhiên, ta sẽ ghét cái ngược lại. Đó là cái luật vũ trụ nha, đây là luật vũ trụ, nhớ nha. Khi ta thích một cái gì đó, ta sẽ ghét cái ngược lại. Và tôi nhìn cái quý vị ghét, tôi đoán được cả quý vị thích. Và tôi nhìn cái quý vị thích, tôi đoán được cả quý vị ghét. Cho nên trong kinh Đức Phật ngài dạy cái chữ tham ưu ấy, vị tỷ kheo tu tập thân thọ tâm pháp niệm xứ để mà đoạn trừ tham ưu ở đời, để không còn thích và ghét nữa nha. Mà mỗi người không còn thích ghét vì nó không còn cái khả năng tái sinh, nhớ nha. Đây là đây là mới là giảng xong cái phần vừa rồi đó, xong cái phần vừa rồi. Rồi bây giờ đó là còn nửa tiếng nữa mình đi, cái phần tiếp theo là giảng cái Tam Chi Thiền. Ở đây tôi cũng xin nói thêm là mình, những bà con mà không học Abhidhamma liếc mắt vô chỗ này thấy tối mù, thấy nhức đầu,
liếc vô thấy để thế nào là năm duy thiền, thế nào là sơ thiền, cái này nản là thứ nhất, là nản là thứ nhất mình biết sơ thiền là cái gì, mà thứ hai mình nghe nó thiền 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 nó rồi cái này mắc mới gì mình không, một là không biết sơ thiền là cái gì, mà thứ hai nó cũng không biết, rồi thứ hai nó là mình nghe nó thiền thiền nghĩ nó mắc mới thì mình, mà từ cái chỗ không biết nó và cũng không thiết tha nó, cho nên cái chỗ này coi như mình lờ đọc qua chỗ khác. Mà trong kinh cái chỗ mà Đức Phật thầy nhắc là sơ thiền nó tới 1 tỷ rưỡi, nó nhiều tới 1 tỷ, là tỷ tỷ rưỡi nhiều lắm, cho nên mình cứ thấy mình làm lơ, thấy làm lơ, mà những chỗ nào mình không hiểu mình cũng bỏ qua, không thích cũng bỏ qua, cứ như vậy thì từ kinh điển còn gì hết. Mà lý do tại sao có cái không thích, tại sao có cái bỏ qua là bởi vì mình không hiểu không? Cái phần giảng về về sơ thiền này nè, thật ra nó là một vấn đề thiết thân và gắn bó cực kỳ với chúng ta. Đây là lý do tại sao mà ngài có cái ngài chọn riêng cái sơ thiền ngài hỏi. Bởi vì nó là cái gạch nối, nó là cái gạch nối giữa chúng sinh, gọi là giữa hai hạng chúng sinh hưởng dục và ly dục. Hãy chưa là thánh nhân nha, chưa kể thánh nhân, chưa là thánh nhân thì trong toàn bộ vũ trụ này và vô lượng vũ trụ khác, tất cả chúng sinh chỉ nằm trong hai hạng thôi, đó là hưởng dục và ly dục. Và cái hạnh sơ thiền này nè, hạnh là cái gạch nối giữa cái trình độ hưởng dục và ly dục. Chúng ta khổ là vì như trong cái bài giảng lớp intensive, bây giờ chúng tôi một tuần chúng tôi có 3 buổi sáng giảng intensive, giảng tuệ quán cho cái người mà tuệ quán mà không nhắc tới Adida mà không có nhắc tới mấy con số, cho nên chúng tôi dựa theo ở trong chú giải với Sapida mắc ra cho bộ Netty đấy. Nghĩa là ai biết thuật mới nắm đến số rồi ấy, thì mới là học cái đó được. Rồi thì ở trong đó tôi có nói thế này là tùy thuộc vào cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà chúng ta xuất hiện trong cuộc đời này qua các cái cảnh giới khác nhau, với những thân phận khác nhau này, và ở mỗi cái cảnh giới, mỗi thân phận như vậy đó, chúng ta có cái trình độ khác nhau, và cái trình độ nó dẫn đến thái độ, nhớ nha, trình độ dẫn đến thái độ, nhớ nha. Rồi và từ cái trình độ ấy nó dẫn đến thái độ là mình thích hay là mình ghét, cái cư xử, cái hành trạng, cái biểu hiện của mình nó ra sao, thiện ác thô té nó ra sao nha. Thì có những cảnh giới mà mình đi vào trong đó mình có đủ 6 căn và 5 uẩn. Có những cảnh giới mình vào trong đó mình chỉ có danh uẩn thôi, thọ tưởng hành thức thôi, cho nên mình không có đủ 6 căn, mình chỉ có cái ý căn thôi, chứ 5 căn đầu mình có nha. Và nói như vậy có nghĩa là mình không có đủ 5 uẩn. Ở cõi vô sắc không đủ 5 uẩn, ở cõi vô tưởng thì chỉ có sắc uẩn chứ không có danh uẩn. Còn ở cõi thấp hơn một chút thì chúng ta có đủ 5 uẩn. Phạm thiên cõi thấp thì có đủ 5 uẩn nhưng mà không đủ 6 căn. Có trường hợp đủ 5 uẩn mà không đủ 6 căn, nhớ nha. Rồi xuống nữa thì cõi dục giới cũng có trường hợp do khuyết tật mà không đủ 6 căn. Đấy, cái đó là nói về căn. Bây giờ nói qua cái khác, tùy cái trình độ tâm lý của chúng sinh mà chúng ta sử dụng cái cách sử dụng 6 căn nó chúng ta không giống nhau. Và có người á, do hành do nghiệp thiện ác mà họ có 6 căn, nhưng mà 6 căn họ biết toàn là cái chuyện bất toại không, 6 căn họ biết toàn là 6 trần bất toại. Có người thì có 6 căn nhưng biết toàn là cảnh, biết toàn là lục trần như ý, là hai cái khác. Cái khác nữa đó có nghĩa là cũng là chúng sanh có 6 căn có 5 uẩn như nhau, nhưng trong số đó có người họ sống nhiều với mắt, có người sống nhiều với tai, có người sống nhiều với mũi lưỡi. Ví dụ mấy anh cha họa sĩ là sống nhiều với mắt, mấy anh cha kiến trúc sư là sống nhiều với mắt, mấy anh cha nhạc sĩ sống nhiều với lỗ tai, mấy anh cha đầu bếp sống nhiều với cái lưỡi, ví dụ như vậy. Vân 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 vân. Đó là một chuyện là tùy thuộc vào cảnh giới mà chúng ta có đủ quẩn và căng hay không. Được chưa hết, tùy thuộc vào cái trình độ, tùy thuộc vào cái cảnh giới, tùy thuộc vào cái tiền nghiệp mà chúng ta làm gì với thân và tâm này. Đây, bây giờ bắt đầu với vô bài giảng về sơ thiền đây nha. Tùy thuộc vào trình độ mà chúng ta có đủ 5 uẩn, 6 căn, 12 xứ, 18 giới hay không.
có đủ năm thọ hay không, vì có những cảnh giới không đủ năm thọ, nhớ nha. Rồi. Năm thọ đây có nghĩa là khổ lạc ưu ý xả đó, à, thì có cõi có cõi không, cõi có không đủ, không. Rồi như cõi vô tưởng là không có thọ rồi hết, ở phạm thiên không là không có khổ ưu, còn dưới địa ngục là coi như là hỷ lạc là coi như không, không có, ví dụ như vậy. Đây. Rồi, đừng nghe là tùy thuộc vào duyên nghiệp trình độ mà chúng ta có đủ năm căn, sáu căn, năm quận, 12 xếp tam giới và năm thọ hay không. Tiếp theo, tùy vào trình độ mà chúng ta làm gì với những cái ta có. Đó, bây giờ nghe nè, muốn chứng thánh á thì phải có bát chi đạo. Bát chi đạo, chánh kiến là tâm sở trí tuệ, chánh tư duy là tâm sở tâm, không? Ngữ nghiệp mạng là ba tâm sở với phần. Đây. Chánh niệm là tâm sở niệm, chánh định là tâm sở niệm, chánh căn là tâm sở căn. Đó. Thì tám cái này nè, ai cũng có hết. Nhưng mà tùy cái trình độ, hồi nãy tôi có nói rồi. Tùy trình độ, tùy cảnh giới, tùy khuynh hướng tâm lý mà ta có hay không. Có đủ hay không? Sáu căn năm quận. Cái chuyện có hay không là tạm thời thôi nha, chứ đừng có đi đồn nó sẽ không giảng vậy là tùy nó hết cái thời đấy thì thôi. Có kiếp chúng ta có đủ, chúng ta có kiếp chúng ta thiếu, chứ không phải là có cái hạn là nó vĩnh viễn là thiếu, vĩnh viễn đủ thì không có đúng nha, nhớ nha. Đúng là cái này tôi không cần nói thêm, nhưng mà tôi chợt nhớ rung được dân tào lao nhiều. Rồi. Rồi. Như vậy thì tùy thuộc vào cái duyên nghiệp trình độ mà ta có đủ hay không. Thứ hai là tùy vào cái trình độ duyên nghiệp mà ta làm gì với những cái ta có. Thí dụ như muốn chứng sơ thiền thì anh phải bỏ đi năm triền cái và anh phải phát triển năm cái chi thiền. Mình tưởng năm chi thiền là cái gì thiêng liêng, dạ thưa, năm cái chi thiền đó nó vốn dĩ nó có đầy ở trong người của chúng ta, con chó con heo cũng có năm cái đó nữa, nhưng mà năm cái đó ở tụi nó đó không phải là công cụ để làm việc như là ở cái người đắc thiền. Ở cái người đắc thiền thì năm cái tầm tứ hỷ lạc định nó nó được dùng để mà tu thiền và chứng thiền, nhập thiền nha, tu thiền chứng thiền và nhập thiền. Đó, cho nên nó năm cái nó được gọi là chi thiền. Thì thật ra năm cái ông đó con chó con heo cũng có tầm tứ hỷ lạc định. Đó. Nhiều người trong room này rất là ngạc nhiên, nếu không học Atida các vị ngạc nhiên, các vị nghĩ ủa con thú sao có định, có, bởi vì các học Atida các vị thấy cái định nó là một cái tâm sở nằm ở trong 13 tự tha, 13 tâm sở trung tính. Cái được gọi là tâm thiện hay tâm ác của chúng sinh nó gồm hai công thức ở đây. Cái công thức để tạo nên tâm ác là một là tâm, là cái biết đơn thuần không thiện ác phàm thánh, không? Một là tâm cộng với 13 tâm sở trung tính cộng với 14 tâm sở tiêu cực thì nó thành ra là tâm ác. Rồi tâm là cái biết đơn thuần cộng với 13 cái trung tính, 13 tâm sở, 13 cái tâm sở trung tính và 25 tâm sở tích cực thì gọi là tâm thiện. Như vậy rõ ràng là mấy cái chi thiện này nó nằm ở trong 13 cái trung tính. Mà đã nói trung tính thì cái loài nào có tâm thức là có hết. Ở cái loài sa đọa nó cũng có năm cái này. Mà ở cái con người mà không có khả năng chứng thiền cũng có năm cái này. Mà ở cái người có khả năng chứng thiền, chứng đạo cũng có năm cái này. Vấn đề là cái người đủ duyên chứng thiền thì họ lấy năm cái này nè làm năm cái công cụ để mà tu tập thiền định. Đây. Cái người có khả năng chứng đạo thì họ lấy năm cái này nè làm cái công cụ để mà hỗ trợ cho năm quyền. Thì năm cái này nó hỗ trợ cho định quyền ấy. Đó, ví dụ như vậy thì là ai cũng có hết. Nhưng mà ai cũng có năm chi thiền, ai cũng có tám chi đạo hết, nhưng mà có người thì ở, có người mấy cái đó là bạc tà đạo, có người nó là bạc chánh đạo, chỉ vậy thôi nha, chỉ vậy thôi. Cho nên ở đây cái chuyện đầu tiên á mà tôi muốn nói, nó không biết có đủ giờ không, muốn chứng sơ thiền là chuyện đầu tiên anh phải bỏ năm triền, năm triền cá. Năm triền cá là gì? Là tham dục, là đam mê trong dục lạc vật chất, rồi tới sân độc, có nghĩa là sân triền, là bất mãn trong năm dục. Thứ ba là phong thủy, có nghĩa là buồn ngủ và là biến. Thứ tư là trạo hối, có nghĩa là phóng vật cộng với hối hận. Và thứ năm là hoài nghi, là hoang mang. Hoang mang cái con đường mà mình đang đi nha, con đường mình đang đi. Thì tổng cộng là năm triền. Đấy.
thì phiền não có nhiều, nhưng mà đặc biệt phải nói đến thiền định thì phải nói, mình phải gom phiền não vào năm cái này đây, phải gom cái này. Ví dụ như mình có những cái trường hợp mình tùy cách kể thôi. À, ví dụ như mình nói là muốn đi đường xa mà cho nó thoải mái là thời tiết phải mát mẻ, không thức ăn phải đầy đủ, không rồi áo quần phải thích hợp. À, nhưng mà có một chỗ người ta lại nói khác, người ta nói là đi đâu đi là cô phải coi cái thời tiết, coi cái trang phục, coi cái thực phẩm. Và có một chỗ là nói khác nữa, nói rằng đi đâu đi nhưng mà cái thân và tâm phải ok đi nó mới vui. Mà thật ra muốn thật cái thân mà nó ok là sao ta, thì phải quay lại nữa. Cái thân ok là sao, là không bị bệnh nè, không bị tim mạch, không bị chóng mặt, không bị đau cái này, không bị đau cái kia, không bị trĩ, không bị bao tử, không bị cao máu, vân vân. Đó là thân ok. Mà đã thân ok nó còn có là thực phẩm nữa, thực phẩm nó cũng thuộc về thân. Cho nên người ta nói thân tâm ok là mình phải hiểu ngầm nó có cả thực phẩm. Nhưng có trường hợp người ta kể rõ, có trường hợp người ta kể không rõ, chỉ vậy thôi, không. Thì ở đây phiền não khi nói đến trở ngại của thiền thì người ta không kể tham sân si, người ta không kể 10 kiết sử, no, mà người ta chỉ kể cái năm cái này. Vì năm cái này là năm cái rõ rệt nhất, trực tiếp ảnh hưởng đến năm chi thiền đây. Cho nên lúc bây giờ phiền não được gom thành 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 năm là như vậy đó, vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến năm chi thiền. Và chính năm chi thiền này nè là năm cái điều kiện cần và đủ để chứng sơ thiền. Năm cái chữ thiền đó là gì? Là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Tầm là cái trạng thái hướng tâm tới cảnh, còn tứ là cái trạng thái gọi là quan sát cảnh. Các ngài dùng ví dụ tầm giống như cái động tác bay tới của con ong trước cái hoa, còn tứ là cái động thái mà nó vờn quanh cái hoa, tầm tứ. Còn hỷ là sao? Là khi mà cái tâm mà nó an trú vào ở trong cái cảnh thì đề mục ấy, thì lúc đó khi mà vắng mặt năm triền ấy, năm triền cái vắng mặt phiền não ấy, thì lúc bây giờ cái tâm tự nhiên nó vui, mà nó vui cái vui thô được gọi là hỷ. Còn lạc là cái vui té, cái này là trong cái đại sư bản nói nha, lạc là cái vui té. Và với cái trong cái tình trạng tâm lý, trong tình trạng tâm lý mà có đủ tâm tứ tâm này, có nghĩa là cái trạng thái tâm hướng tới đề mục, hít vào thở ra mình theo dõi, thì nghe trong lúc mình theo dõi đó là có tầm có tứ đó. Nhưng mà tầm tứ đó là dởm, lúc đó chưa phải là người đắc thiền. Cái tầm tứ đó chưa phải là người đắc thiền, và mình không thể sống với cái tầm tứ đó một cách liên tục trong nhiều giờ nhiều ngày. Cho nên là tôi chê nó dởm là chỗ đó. Chứ còn đối với một người chứng thiền ấy, thì cái tầm tứ của họ đó, cái năm chi thiền của họ có thể kéo dài trong nhiều ngày. Tầm tứ hỷ là cái trạng thái vui khi mà tâm được an tĩnh, còn lạc là một cái trạng thái vi tế của cái hỷ đó, còn định là chính là cái khả năng tập trung tư tưởng. Năm cái này là gọi là năm chi thiền. Con chó con heo cũng có năm cái này, nhưng mà nó khổ cái là năm cái này không gọi là năm chi thiền, là bởi vì tụi nó dùng năm cái này để nó hưởng thụ đời sống. Như đó, nó nghe cái băng heo ở đâu nó tìm, nó băng heo nó cũng có tầm có tứ vậy, rồi nó cũng có hỷ có lạc vậy, không, và nó cũng có định vậy. Bây giờ thấy con cò đứng yên không, mà nó kêu thu thúc cò đó. Nhưng mà năm như thì lúc giờ nó không có cái tác dụng là đối phó phiền não, bởi vì nó dùng năm cái này để nó đi làm, để đi ăn nó đi bắt cá, để dành ăn cám ăn hèm. Còn cái người tu thiền là họ dùng năm cái này nè để mà họ tu tập thiền định. Thì khi mà năm cái này nè mà được dùng để tu tập thiền định thì nó có công năng là nó trấn áp phiền não, nhớ nha, nó có công năng trấn áp phiền não. Còn người không có tu thiền, không biết Phật pháp, không học giáo lý thì họ cũng có năm cái này, nhưng mà họ có như con chó con heo, nghĩa là dùng lăng xăng dùng cho chuyện tầm bậy, họ cũng dùng năm cái này. Nhưng mà riêng cái người tu tập thiền định họ dùng năm cái trạng thái tâm lý đi ra để mà theo dõi cái đề mục, ghi nhận đề mục để mà tu tập, nhớ nha. Cho nên tôi nhắc lại lần nữa là từ tùy cái trình độ, những cái thái độ là một chuyện. Chuyện thứ hai là tùy vào cái trình độ, cái duyên nghiệp thiện ác quá khứ mà kiếp này ta sanh ra, ta có đủ các cái thành tố tâm lý hay không. Bởi vì có những cái cảnh giới mà chúng sanh muốn có được tâm thiện rất khó. Thí dụ như có thể làm cái ốc sên, cái ốc sên thì nó làm gì mà nó có ê, từ bi hỷ xả trí tuệ chánh niệm thiền định tham nhẫn, làm gì có ốc sên rồi. Nhưng mà ngược lại trong cái tâm thức muội lược như con ốc sên thì những cái thứ phiền não mà nổi bật ở loài người nó cũng không có. Nhưng ốc sên nó làm gì mà có, nó có hoài nghi
làm gì mà nó có bủng xỉn, làm gì nó có ganh tị, làm gì nó có hối hận, làm gì có, bởi vì cái cảnh giới của nó là rất là muội lượng, nó chỉ giống gần giống như thực vật chứ, nó chỉ khác thực vật chỗ là nó biết nóng biết lạnh thôi, và nó đi tự đi tìm thức ăn để nó nuôi cái cục thịt mềm mèo nhớt nhợt của nó thôi đây, chứ còn nó không biết gì ngoài ra hết. Cho nên cái phiền não nó cũng không có đủ, mà cái không đủ đâu phải là hay nha, cái không đủ đây là do hoàn cảnh mà nó không có đủ, chứ không phải là do nó chán sợ cái điều xấu, không phải là do nó tu tập cái điều thiện, mà là do nó cái đời sống nó quá đơn giản đến mức mà phiền não tạm thời vắng mặt, nhớ nha. Đây, cho nên ở đây trong bài chỉ riêng cái vụ sơ thiền mình cứ nhớ một chuyện thế này: chúng sanh giả định như mình có đủ các cái thành tố tâm lý thiện và ác, giả định là có, do có giống nhau, nhưng mà tùy thuộc vào cái trình độ duy nghĩa của mỗi người mà ta dùng những thành tố ấy vào cái việc gì. Có người dùng năm cái tầm tứ hỷ lạc định để mà vẽ tranh, có người dùng nó để sáng tác nhạc, có người dùng nó để điêu khắc, có người dùng nó để tập võ thuật, có người dùng nó để chạy mô tô xiếc, có người dùng nó để tu tập thiền chỉ, có người dùng nó để tu tập thiền quán, có người dùng nó để học giáo lý, và có người dùng nó để tám ngồi lê mắt buông dưa lê đó. Yeah. Cho nên ở đây anh nhớ cái này, cái nói đến sơ thiền là phải nhắc đến cái chuyện lìa bỏ năm triền cái và có được năm chi thiền. Thì lý thuyết đơn giản như vậy, nhưng mà về cái chiều sâu và chiều rộng thì chúng ta phải nhớ thế này: chúng sanh ai cũng có những thành tố tâm lý giống nhau, cái vấn đề là ta dùng nó cho chuyện gì, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái hạnh phúc ở trong dục lạc nó là một cái gì đó rất là tương đối, do tham mái rồi cộng với tiền tham mái, tức là khuynh hướng tâm lý đó, rồi do tiền nghiệp mà chúng ta đầu thai vào cái cảnh giới nào, và chúng ta gắn chặt với những thứ mà mình có được ở trong cảnh giới đó. Ở trong cái cảnh giới sa đọa mà mình thích uống máu tươi mà ăn thịt sống, thì mình thấy máu tươi và thịt sống là số 1. Nhưng mà mình sanh làm cái loài ăn phân ấy, ăn phân động vật ấy, thì mình thấy rằng có được đống phân là tuyệt vời. Mình sanh làm cái loài ăn côn trùng, ăn củ rễ hoa trái, thì mình thấy có côn trùng củ rễ hoa trái là số 1. Đây, riêng cái cha mà ly dục có nhỏ thấy quẩn bên trong đó ngán quá, chán. Thì trong kinh, trong quyển Kalama 2, có một bài kinh được người dạy rằng ngay trên cái đất Ấn Độ này là chỗ đẹp ít hơn chỗ xấu. Những khu rừng mà an toàn mà có thể hấp dẫn cuốn hút nó ít hơn những khu rừng nguy hiểm xấu xí gai góc nóng đực. Và trong đó ngày đó rõ trên cái hành tinh này cái gì mà xấu, cái gì mà nguy hiểm thì nó nhiều hơn là cái an toàn và đẹp đẽ. Cũng vậy, chúng ta trong cuộc sống này đa phần là do cái sức hút của phiền não, cho nên làm ác dễ hơn làm thiện. Từ cái chỗ làm ác dễ hơn làm thiện, cho nên là mình bước ra đường là mình nhắm mắt rờn cái là đụng toàn người ác không. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, do ác dễ làm hơn thiện, cho nên đừng có trách tại sao đẻ ra gặp toàn chuyện bất toại không, chuyện nghịch ý không. Đã, nhớ nha, cái này rất là quan trọng nha. Và cái thứ ba, tại sao ác dễ làm thiện, là bởi vì thiện nó phải có nỗ lực, nó phải có nhiều điều kiện. Ví dụ như là anh phải có nỗ lực anh mới có chánh niệm, nỗ lực mới có thiền định, nỗ lực anh mới có trí tuệ, không? Rồi anh phải ở chỗ nào, anh chỗ ở anh ở đâu, mà người anh thường gặp là ai, cho quá trời điều kiện luôn anh mới có được cái tâm lành. Còn riêng cái cha bất thiện nó dễ ẹt, cứ nằm trùm mình ngủ ngáy như heo là nó ra bất thiện. Ăn uống ra đường ngồi lê đôi mắt chút xíu là nó được phiền não ra. Cái tâm bất thiện mình không cần nỗ lực, bởi vì nó là đơn vị gấp, nó là chỗ thấp nhất để mà nước tâm của chúng ta nó đổ về, nó là chỗ thấp nhất để ta đổ về. Mà đã là chỗ thấp nhất thì sao, chúng ta không cần nỗ lực, chúng ta vẫn trôi tuột về dưới. Còn mấy cái thiện ấy, thiện dục giới, thiện sắc, thiện vô sắc, thiện siêu thế, nó khó là bởi vì mình phải đi ngược, mình phải đi ngược ngược gió, phải đi ngược nước, đã vậy còn leo dốc nữa mới lên tới được. Còn riêng cái bất thiện khỏi nỗ lực, bởi vì nó là gốc cây mà, mấy cái kia nữa là nhánh này nhánh nọ trên ngọn trên đọt mình mới leo, phải không? Còn cái anh bất thiện anh là cái gốc, anh là đơn vị gốc, không cần nỗ lực thì mình cũng rất ít nằm ngay gốc. Bà già mình mới đẻ đâu là cứ nằm yên, đó là chính xác, khỏi cái leo đâu hết, nó khỏe, phải không? Và đằng này mình leo núi, leo cây, leo thác, leo
đồi leo gò nó mới mệt, chứ còn nếu mà mình cứ ở y yên cái đơn vị xuất phát thì nó có mệt, đúng không? Cho nên đây là lý do vì đâu mà đời là máu lệ, là bởi vì nhiều lý do. Một là do cái sức đẩy của cái phiền não mà ta thấy thiện khó hơn ác, và từ cái chỗ thiện khó hơn ác cho nên bạn xấu nó nhiều hơn bạn lành, và cái lời suối dạy nó nhiều hơn là cái lời dạy khôn. Và cho nên ta nói là đằng sau lưng người đàn ông thành công là đàn bà ở không, mà đằng sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà suối dạy, là vậy đó. Luôn luôn cái sau lưng mình là có những cái người suối dạy nhiều hơn là cái người dạy khôn mình. Vì sao? Là vì tâm bất thiện dễ có, cho nên người bất thiện nó cũng nhiều. Mà người bất thiện nhiều vì sao? Thì cái đứa suối dạy nó nhiều. Mà đứa suối dạy nó nhiều mà nó cộng với cái tâm bất thiện lũ khủ của mình, nó thì nó ra cái gì? Nó ra một thùng, ngửi không vô nha. Rồi. Mà từ chỗ đó nó mới dẫn đến đời máu lệ, và chúng ta cứ quẩn quanh ôm năm cái chi thiền này mà sống ở trong cõi dục. Lâu lâu nó có một cái tên mà nó cũng ở trong cõi dục mà nó ôm năm cái này nè, nó lội ngược dòng, nó lội ra để nó đắc sơ thiền. Và nếu nó đủ duyên đó thì từ cái sơ nó lên nhị tam tứ, lên tới phi tưởng phi tưởng. Và nếu mà với cái trình độ đó mà gặp Phật ra đời, nó là tả luôn, ăn cho hết, không? Bởi vì Đức Phật cái ngày ưu tiên, phải nói dạy cho ưu tiên là ngày coi nặng, ngày coi nặng mấy vị mà ly dục chứng thiền. Dở trong trong kinh tạng coi có đúng vậy không? Khi ngài tán thán một vị kheo là luôn luôn ngài nói thế này, đó là một vị tỳ kheo giới hạnh trong sạch, được cái gì nữa? Giáo lý tinh thông, rồi cái gì nữa? Năm bốn tầng thiền chứng được một cách dễ dàng. Một là giới lực trong sạch, hai là đa văn, ba là bốn thiền chứng được dễ dàng, năm là chấm dứt lậu hoặc phiền não. Và nhớ nha, giới lực, đa văn, thiền định chứng dễ dàng, và chấm dứt bốn cái này là bốn cái tiêu chuẩn mà cái mình mở trong kinh tạng Đức Phật nhắc tới nhắc luôn một tỷ lần. Một tỷ lần ngày coi nặng cái gì, ngày không có nặng, ngày coi trọng, ngày coi trọng cái chuyện ly dục đó. Và bản thân ngài và cũng những người cùng thời với ngài, cái việc đặt thiền chỉ là diễn lấy món đồ trong túi ra, cho nên ngài nhắc tới nhắc lui rất là thường. Nhưng mà hôm nay đã là thời mạt pháp rồi, cho nên nói tới sơ thiền là bắt đầu mình thấy chóng ngặt rồi, mình thấy nó xa vời lắm, thấy nó giống như là người trong mộng vậy đó. Nhưng mà thật ra giới có hay không, thấy văn mình có đủ hay không, khi mà giới là thí là văn, rồi đức tin trong sạch, rồi bạn hữu bạn lành, rồi thầy sáng minh sư thiện hữu, rồi trú xứ thích hợp, mấy này mình có hay không? Nếu không có thì coi như là mình nghe chữ sơ thiền là hồn vía lên mây, không? Chứ nếu mà một người mà có đủ duyên lành, như chẳng hạn như mình thấy Bồ Tát Thích Đạt 7 tuổi ngồi dưới gốc cây nhìn quanh thấy ai cũng lu bu không ai dòm tới mình, ngày ngày mới thấy bây giờ đâu có gì để nhìn. Nếu không có gì để nhìn thì sao ta? Nhắm mắt. Mà khi nhắm mắt là cái tâm để đâu ta? Phải kiếm gì cho nó làm chứ. Chuyện thứ nhất là bây giờ nhìn quanh không có gì để nhìn hết, bèn nhắm. Mà khi nhắm rồi thì cái nhà đối diện là cái gì? Là cái tâm. Mà cái tâm bây giờ phải kiếm gì cho nó làm chứ. Này ngó thấy hơi thở. Ngó thấy hơi thở thì thế là thở ra vào là ngày bèn ra hai con, vào hai con, ra hai con, vào hai con, rồi làm có ba hơi là người đắc sơ thiền. Yeah. Ra hai con, vào hai con, ra vào, ra vào. Ông già cũng đến ba hơi là 7 tuổi chứng sơ thiền. Còn mình nó thời là thời mạt pháp, mình là vô duyên, thiếu phước, thiếu trí, ngu sừng tà kiến, tham mái nghi hoặc ngã mạng một núi. Cho nên mình nghe mấy này mình ớt, mình nổi da gà, ok. Cho nên không phải nghe như vậy để các vị tuyệt vọng, mà các vị hãy tự dò lên mình xem. Đấy, mình có đủ những cái trang bị để mà học giáo lý hay chưa, có đủ trang bị để mà thực hiện những điều mình học hay chưa. Và quan trọng nhất, cái gì mà coi kinh hoặc nghe giảng mà thấy ngộ ngộ thì chỉ đầu tiên là khoan sợ, mà hãy tìm hiểu coi tại sao mình sợ và nó là cái gì. Một trong những cái biện pháp gọi là trị liệu tâm lý cho cái chứng gọi là phobia đó, chứng sợ hãi, đó là các nhà tài, các cái bác sĩ mà tư vấn tâm lý, người ta dạy mình hãy trực tiếp đối diện với cái mình sợ. Có nhiều cách rồi, nó có một cách đó, có nhiều cách nha, trong đó có một cách là ngó thẳng vào con gián, ngó thẳng vào con chuột, coi tại sao mình sợ, mình tìm hiểu lý do. Ở đây cũng vậy, nghe kinh sách hoặc nghe những vấn đề giáo lý mà nó cao siêu xa vời mà mình sợ đó, mình phải coi kỹ coi tại sao mình sợ, mình thiếu trang bị. Nên, chứ cái chỉ riêng cái đề tài mà bốn cái tầng đó, năm cái tầng thiền, chỉ riêng cái đề tài sơ thiền và năm chi thiền và năm trường cả đây nè,
là cả một vấn đề, cả một cái đề tài tu học rất là thú vị, rất là thú vị nha. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại nhau kỳ sau. Kỳ sau tôi để à. Dạ đúng giờ tới rồi sư. Đúng giờ hay tổng cả năm tỷ xài cái đồng hồ sinh học. Chúng con xin biết nghe mà tôi cũng phải nói thiệt, công đức của tôi giảng mà tôi đã biết cái này mà vô tay là ngủ cho sướng ha. Nãy giờ tôi nghe con ngáy phải không, nó ngáy cả làng rồi, cái cha nó rồi. Dạ rồi. Dạ. Dạ.